Bạch sư cho con hỏi, một người sống chìm đắm trong tham sân thì cảm giác thống khổ của họ nhiều đến mức như thế nào? Sư có thể ví dụ để hình dung nó to lớn thế nào hay không? Trong cái trạng thái của tâm thì khi mà họ chìm đắm trong tham và sân thì nó lớn đến mức đủ để làm cho họ bị mất trí, lớn đến mức đủ để làm cho họ đi đến sự hủy hoại mình và hủy hoại người khác. Quý vị đọc báo thấy có những người họ ghen mà họ giết tình địch, họ giết luôn cả cái người thương của họ. Rồi có những người mà buồn chán cái chuyện tình cảm, họ có thể sẵn sàng họ nhảy lầu. Cho nên một người mà chìm trong tham và sân thì họ sẵn sàng làm các ác nghiệp, sẵn sàng làm những việc mà khi họ tỉnh táo họ không làm. Cho nên có thể nói một người mà chìm trong tham và sân là khi đó họ đang bị điên. Còn lớn đến mức nào tự thân quý vị trải nghiệm thì quý vị biết. Giống như giờ sư uống ly nước, quý vị hỏi sư ly nước nó như thế nào, cái vị nó ra làm sao, thì quý vị phải uống quý vị mới biết được.